Xin chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Tối ngày 14 tháng 12, trên Instagram cá nhân, cô nàng Nguyễn Trang Nhung, nickname là Nhung Bum, đăng tải bức ảnh bên giường ngủ cực thần thái. Trong ảnh, Nhung Bum diện váy ngủ, tóc buông dài, khéo léo khoe ra bờ vai trần mỏng manh gợi cảm. Cô gái người Hà Nam đắp trăng và cúi mặt cười e thẹn, nhưng vẫn vô cùng cuốn hút, xinh đẹp động lòng người. Đằng sau Nhung Bum là khung cảnh trời xanh, mây trắng, núi rừng xanh mướt, khá thích mắt, tổng thể bức ảnh tạo nên một ấn tượng khó quên về sự đẹp đẽ cả về người lẫn cảnh vật. Bức ảnh vừa xuất hiện trên trang mạng xã hội đã ngay lập tức gây được sự chú ý. Có fan đùa rằng bạn gái Văn Toàn đang để lộ ảnh giường chiếu. Ai cũng khen ngợi, Nhung Bum thật sự xinh đẹp, quyến rũ. Tuy nhiên, nhiều fan quan tâm hơn nữa là ai đã chụp được bức ảnh thần thái đỉnh cao như thế này. Nhiều người đoán rằng chàng tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Toàn chính là người bấm máy bởi cặp đôi mới cùng nhau đi du lịch tại Đà Lạt vào tuần trước. Bằng chứng là cặp đôi check-in cùng một địa điểm, cùng khung cảnh dù không đứng chung một khung hình. Chuyến du lịch là quãng nghỉ của cả hai sau một năm 2019 bận rộn với công việc cá nhân và không có nhiều thời gian ở bên nhau. Dù không rầm rộ, thể hiện tình cảm công khai như những cặp đôi khác của đội tuyển Việt Nam, nhưng Văn Toàn, Nhung Bum vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ. Nhung Bum còn được người theo dõi gọi là bạn gái kín tiếng của Văn Toàn vì rất ít khi chia sẻ thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Gần đây, cô bạn gây chú ý khi khoe câu chuyện đáng yêu với bố mẹ lên story Instagram. Chuyện là vào tối ngày 19 tháng 11, Việt Nam đã đối đầu với Thái Lan ở sân vận động Mỹ Đình. Văn Toàn đã có mặt trong đội hình chính và bố mẹ Nhung Bum cũng ra sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Theo lời Nhung Bum thì vừa đi làm về thì bố mẹ đã gọi khoe ngay đang ở sân rồi. Cô nàng cũng phải khổ sở tiết lộ con gái ở Hà Nội bao nhiêu năm thì không lên thăm đâu, nhưng bóng đá thì đi xem, phận con rơi còn rớt mà. Fan này có khi bố mẹ Nhung Bum còn đi để cổ vũ cho bạn trai của con gái rượu nữa đây, dễ thương đến thế là cùng. Các nàng West Việt không chỉ khiến nhiều người ghen tị vì được sánh bước bên các chàng cầu thủ tài năng của đội nhà mà họ còn gây thương nhớ khi đều sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Mới đây, bạn gái của Văn Toàn cũng đã gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh mặt mộc không chút son phấn lên trang cá nhân. Trên các diễn đàn mạng xã hội, Nhung Bum thường được khen ngợi vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Tuy nhiên, đó là khi được trang điểm kỹ lưỡng, chính vì vậy mà không ít người cực kỳ tò mò với gương mặt mộc của nàng West này. Và cách đây không lâu, Nhung Bum đã đăng tải trên trang cá nhân của mình hình ảnh mặt mộc không chút phấn son. Ngay lập tức, hình ảnh mặt mộc của Nhung Bum khiến bao người phải chú ý với làn da trắng mịn, khỏe khoắn, sống mũi cao, mắt đẹp. Các đường nét của cô nàng dù không có lớp trang điểm bên trên nhưng vẫn khiến bao người phải ghen tị vì nét nào ra nét đấy. Hình ảnh mặt mộc được Nhung Bum chia sẻ trên trang cá nhân để nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người bởi quá xuất sắc. Nàng West này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi có cánh từ cư dân mạng. Và cũng có không ít người hỏi xin bí quyết để có được làn da đẹp như Nhung. Không dừng lại ở đó, các fan còn yêu cầu bạn gái của Văn Toàn khoe ảnh chụp từ vài năm trước và cô nàng đã khoe thật. Từ những bức ảnh này có thể thấy rằng Nhung Bum đã đáng yêu xinh đẹp ngay từ lâu rồi nhé. Mới đây, dân tình được fan bất ngờ khi Văn Toàn và bạn gái cùng nhau xuất hiện tại ngày đầy tháng con gái sushi của Bùi Tiến Dũng. Cả hai còn mặc áo đôi màu đỏ vô cùng nổi bật. Có lẽ đây là thời điểm cặp đôi cảm thấy thoải mái khi công khai về mối quan hệ của mình hơn chăng? Lần đầu thấy Nhung Bum qua ảnh cam thường, dân tình cũng phát hiện ra rằng cô nàng có vẻ tròn trịa hơn so với ảnh selfie trên Instagram. Đúng là bạn gái Văn Toàn đã tăng cân đôi chút và đang khá khổ sở để ăn uống khoa học nhằm kiểm soát cân nặng. Trên story, cô nàng chia sẻ, xin hứa từ hôm nay cả ngày sẽ ăn uống tử tế, không thể buổi sáng, buổi trưa heo thì, xong buổi tối lại đi ăn lẩu gà rán nữa, nghiêm khắc với bản thân thôi, mặt tròn như cái đĩa rồi. Không quá nổi bật như nhiều nàng West Việt khác, thế nhưng Nhung Bum, bạn gái Văn Toàn vẫn được rất nhiều người quan tâm chú ý. Sau 3 năm hẹn hò, Nhung Bum và Văn Toàn đã dần thoải mái hơn trong việc xuất hiện cùng nhau cả ngoài đời và trên mạng xã hội. Mỗi động thái của cặp đôi này lại làm rất nhiều người thêm tò mò. Thế nhưng tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm và ngưỡng mộ mà các fan dành cho cặp đôi trẻ. Hãy cùng chúc cho Văn Toàn và Nhung Bum sớm có được một cái kết viên mãn như những đồng đội còn lại của mình ở đội tuyển quốc gia nhé! Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like, share và subscribe. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.